giờ là 12 giờ trưa và tôi đang nhận một kèo đi thay hai bộ khóa cửa nhôm. Alo. Vâng, cô ơi, cháu đang ở chỗ cả. Dạ. Dạ, được, 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 con. Em có không? Hello. Ô. À, vâng, cô cứ dẫn đường đi để cháu đi đây. Vâng, để cháu xem nào. Dạ, ui rồi thế lâu lắm rồi cô nhỉ? Ừ. Đây cô nhá, chia đây nhá. Nó được đến tận 3 cái luôn. Ừ. Rồi, cháu khóa này. Ừ. Vâng, đấy, như vậy. Vâng. Cô nhớ cất cái chia nhá. Dạ. Ở đâu hả cô? Anh nhà mình rộng lên được 2 gian. Ừ, bên này là gian hở. Vậy. Nhiều khi mình không nghĩ ra. Nhưng mà phải kéo vào trong này một tí. Ừ. Cái này là nó... cái này nó hơi lỏng lẻo. Đúng rồi, nó cũng không phải là bê tông. Đường này là cái này là nó bây giờ nó chạy lên tận trên đấy à. Nó chạy lên tận trên à. Wow. Ui, lâu lắm rồi cháu chưa được đi ra cái chỗ này. Nó là đằng qua đằng sau Lý Văn Đản đấy. Dạ vâng. Cảm ơn cháu. Dạ. Cảm ơn cháu. Dạ vâng.